Chào chị vợ tương lai câu đi. Em chào chị. Em có muốn hỏi bạn nữ đó không? Hỏi đi, nó cơ hội đó. Không biết bạn nữ tính tình như thế nào? Nó gia trưởng lắm em. Cái này là chị confirm em, rất là gia trưởng luôn. Ngoài ra thì giống như là cũng dễ thương. Nhiều khi nó làm chị của chị luôn em. Ý là nó cũng rất là check care người ta. Rồi đâu đâu thì nó làm bà nội người ta luôn cũng được. Trời ơi. Dạ, nó thì là nó gia trưởng lắm chú ơi. Tất cả mọi người đều công nhận. Có đôi khi nó làm bà nội người ta luôn hả? Cũng làm bà nội người ta, là mẹ thiên hạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Royal, đẳng cấp, sang trọng và an toàn. Dạ con chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và chào con gái. Toàn bộ khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phương Anh, năm nay em 22 tuổi. Trời ơi, chút dạ. Xíu vậy con hả? Dạ con còn nhỏ lắm. Còn nhỏ quá. Con đang làm gì vậy Phương Anh? Dạ thật ra công việc gần đây nhất của con là làm trợ lý phân tích ở một công ty tư vấn chiến lược. Nhưng mà bây giờ con đang xả vai để tập trung vô cái định hướng. Vẫn làm tư vấn nhưng mà con muốn tập trung vô mảng tài chính hơn. Chứ phải tập trung vô mảng lấy chồng hả con? Cả hai ạ. Em đang ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang ở Bình Dương với gia đình ạ. Rồi nhà trai. Dạ con chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan và bạn nữ phía bên kia và những người có trường quay ạ. Chào con, mấy ca? Con 2 ca. 2 ca giờ nói vậy thì sớm quá. Con tên gì con? Con tên Gia Bảo. Dạ hiện tại con ở Long An và con đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức. Con làm gì? Con làm nhân viên văn phòng. Nhưng mà về mảng phụ kiện ô tô, thu mua xe cũ ô tô nữa. À, thu mua xe cũ ha. Dạ. Rồi vậy là được rồi đó nhà gái. Bên tôi thu mua xe cũ nha. Bên đây tư vấn tài chính à, tư vấn cho bên kia thu mua thì sao mà tài chính nó vô ào ào. Được, hợp lý. Rồi nhà gái nè, nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì đầu tiên cái điểm mạnh của con là khá là lạc quan và tích cực. Thứ hai là con nghĩ con là một người khá là linh hoạt. Ví dụ thảy con vô một cái cộng đồng nào con cũng chỉ mất chắc 5 phút để làm quen với mọi người xung quanh. Trộm vía là những cái mối quan hệ mà con có được mặc dù nó không có nhiều nhưng mà các bạn con chơi toàn tính bằng 5 trở lên. Trời ơi. Khuyết điểm của con chắc là do con thiếu cái trục quyết tâm ở trong bản đồ số nên là con luôn nằm trong cái mối quan hệ tay ba. Là con đồ ăn ngon và giảm cân. Hai bên đều cái nào cũng quan trọng hết. À con cũng hơi gia trưởng. Trời ơi, cái gì vậy? Dạ con gái mà gia trưởng đó con. Dạ con 2k2. Dạ gì ba mà con gia trưởng. Dạ cũng là trời ơi trưởng là làm mọi chuyện theo ý của mình vậy đó con hả? Dạ mấy chị càng cấm con càng làm. Trời đất ơi. Trời ơi nè nó nghe nè cái có sợ gia trưởng không? Dạ có. Con có gia trưởng không? Dạ không. Không hả? Dạ. Từ xưa tôi mới thấy là nhà gái gia trưởng đó nha. Rồi mời nhà trai. Còn mình sao nè? Ưu điểm của con là con hòa đồng. Dễ gần nhưng mà khó thân. Có gì kỳ vậy? Dạ. Cái nữa là con rất là linh hoạt trong công việc, giải quyết những cái vấn đề á. Với lại con tiếp thu nhanh. Đó là những cái ưu điểm của con. Khuyết điểm là gì con? Khuyết điểm của con là con hay quên. Với lại con cũng hơi khó trong mấy cái công việc á. Đường tình duyên của mình sao con trai? Dạ nếu như mà con không tính mấy cái mối tình cấp 3 thì mấy cái đó cũng mấy tháng thôi nên không tính vô. Còn mấy cái đó nhiều lắm hả? Dạ không, có 1-2 mối thôi. Nhưng mà sau đó thì từ năm 2018 đến nay thì con chỉ có một mối tình thôi. Mấy năm con? Mối tình đó cũng chỉ có 6 tháng thôi. Tôi thấy mấy mối tình mà quen nhau 6 tháng là bảo đảm là 6 tháng là sáng tháo. Thành ra quen nhau ít nhất phải hơn 6 tháng thì nó mới lâu dài được. Vậy cũng đâu có sâu đậm gì con hả? Dạ. Rồi nhà gái thì sao? 2k2 nè, mấy mối tình rồi? Dạ chắc một con. chắc một. Dạ thì cái mối tình của con thì cũng 2 tháng thôi, thì lúc đó là mối tình gà bông hồi đầu năm cấp 3. Ủa trà bông là sao? Gà bông chứ không phải mối tình. Gà trà bông là sao? Là mối tình học sinh trẻ con nghe thật chán ghê á, mặc đồ hip hop mà không có biết mối tình gà bông là gì. Quen có 2 tháng rồi con. Dạ không phải là 2 tháng, ý là từ cái thời điểm mà biết bạn đó cho đến tụi con quen nhau qua chuyến đi chơi Nha Trang. Rồi sau đó đến khi mà xác lập mối quan hệ, rồi bạn đó đi du học Mỹ, tất cả là tính 2 tháng thôi. Cũng vừa đôi phải lưới với bạn con bên kia. Con tỏ tình đó. Chưa? Dạ bạn đó có là tỏ tình. Từ lúc tỏ tình cho tới lúc mà người ta đi du học là bao nhiêu lâu? Chắc mấy tuần. Dạ tính bằng tuần. Ủa vậy có phải là yêu chưa? Dạ, nhưng mà cho con tính đi. À cho. Vậy đi. Mấy đứa nhỏ giờ đúng là thiệt á. Khác xưa xa thiệt xa luôn. Cho con tính luôn. Tụi mình già quá rồi để ngồi ở trên đây nghe tụi nó nói chuyện. Nói chung là bên đây có hơn chút xíu. Nhưng cũng không đáng kể đâu.
Hai đứa còn nhỏ lắm, tính ra nó cũng chưa yêu đâu. Rồi bây giờ nè, muốn có người yêu thì sao nè? Con thì con dễ bị hấp dẫn bởi những bạn mà có sự tự tin. Thứ nhất là tự tin nè, thứ hai là tự chăm lo cho mình, có sự độc lập nhất định, biết quan tâm không chỉ đến mình mà những người xung quanh. Ngoại hình thì con muốn bạn đó có gương mặt sáng một xíu. Sáng, yên tâm. Mặt bên đây là hơi sáng luôn á. Mặt sáng hay mặt tối? Đèn soi luôn còn sáng hơn nữa. Rồi, chào chào chào. Sáng trưng con ơi. Rồi gì nữa? Bóng đèn luôn đúng không? Hả? Đẹp lắm đó. Con thích thư sinh hay là thích bad boy? Nửa này nửa kia. Con cái gì cũng muốn hết. Cái gì nó cũng muốn hết trơn á. Có bad boy không? Làm được. Làm được hả? Nó làm được bad boy, ok. Là gì? Bạn đó là giao diện thư sinh nhưng mà bên trong là bad boy. Đúng rồi, ngoại thất là thư sinh nhưng nội thất là bad boy. Quá đã luôn. Quá đã luôn. Rồi gì nữa nè, thích gì nữa? Thật ra con cũng không có gu cố định đâu ạ. Nên là con... Con có biết yêu đâu mà con biết gu cố định của con. Thì con đang đi kiếm nè. Chiều cao, cân nặng như thế nào, có cụ thể không? Chiều cao chắc hơn con một cái đầu là được coi. Chà, câu này nó cũng nặng nề lắm đó. Rồi gì nữa nè? Còn về không thích thì con không thích bạn đó vô tâm, vậy thôi. Sao, biết quan tâm không? Dạ có. Hồi nào giờ có quan tâm ai chưa? Dạ có rồi. Quan tâm được 6 tháng đó hả? Dạ. Thì nói chung cũng bạn gái thích ăn gì thì cũng mình cũng chở đi quan tâm này kia. Quan tâm là phải biết luôn người ta thích ăn gì chứ. Dạ đúng rồi. Giờ mình sao nè, mình mong muốn có người yêu sao nè? Đối với em thì vẻ ngoài cỡ 6 điểm được rồi. Còn giờ 8 điểm được vấn không? Vấn đề là con chỉ thích cái người mà có cùng cái học thức với cái quan điểm xã hội giống như con. Thì khi mà quen nhau á thì nó có những cái nó trao đổi nó dễ dàng hơn, thì con chỉ thích vậy thôi. Con có thích gia trưởng không? Tình yêu con đủ lớn thì con chấp nhận được. Thật ra nói thôi chứ không gia trưởng đâu con ơi. Con đi với ai? Con đi một mình. Con đi một mình hả? Dạ. Sao gan vậy? Tại con muốn giữ bí mật này về công bố sao. Được, bí mật mai mốt phát cả nước biết luôn hả con? Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái và những bạn học cấp 3. Dạ chào chị. Dạ vâng, em chào chị Ngọc Lan và con chào chú Quyền Linh. Con dạ. Cách em gái mấy tuổi con? Dạ con cách em 3 tuổi. 3 tuổi dạ, hả? Dạ con 99 thì hơn bạn đây 1 tuổi rồi. Chị có thể kêu bằng em được rồi ha? Cũng sắp bằng hình em rể rồi chú. Sắp rồi. Con thấy em rể tương lai con sao nè? Dạ con muốn hỏi em rể một câu. Hỏi đi con. Dạ. Thì chị thấy là mấy mối tình của em là ngắn á, 6 tháng đồ á. Thì chị muốn hỏi là em đi trap người ta hay là em bị người ta trap vậy? Thì này em cũng chia sẻ luôn là những cái mối quan hệ của em quen á, là trước giờ em chưa từng tỏ tình ai hết. Là chỉ là do là em gặp mặt lần đầu rồi xong rồi cái hai người có nói chuyện qua lại rồi quen nhau thôi, chứ em cũng chưa nhắm tới trước hết. Vậy thì có nghĩa là bạn nữ là người chủ động còn em là người bị động đúng không? Tất nhiên là em sẽ là người chủ động rồi. Nhưng mà do là cái thời điểm mà gặp nhau thì nó chỉ là gặp nhau một lần duy nhất rồi xong rồi cái có nhắn tin qua lại thôi. Chào chị vợ tương lai câu đi. Em chào chị. Em có muốn hỏi bạn nữ đó không? Hỏi đi, đó cơ hội đó. Không biết bạn nữ tính tình như thế nào? Nó gia trưởng lắm em, cái này là chị confirm lên, rất là gia trưởng luôn. Ngoài ra thì giống như là cũng dễ thương, nhiều khi nó làm chị của chị luôn em. Ý là nó cũng rất là take care người ta. Rồi lâu lâu thì nó làm bà nội người ta luôn cũng được. Trời ơi. Dạ, nó thiệt là nó gia trưởng lắm chú ơi, tất cả mọi người đều công nhận. Có đôi khi nó làm bà nội người ta luôn hả? Cũng làm bà nội người ta, là mẹ thiên hạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Rồi thôi. Cảm ơn nhà gái. Con tự cảm nhận ha. Dạ. Nói chung bạn mình kia cũng dễ thương, chị nó cũng dễ thương nữa. Nói chung là hai bạn gà bông này mở rào ra tự xử đi. Thôi. Mở rào. Mình có hai món quà tặng bạn. Dạ, dễ thương, cảm ơn. Mình nói về ý nghĩa món quà của mình được không nè? Dạ, ý nghĩa món quà thì hoa này nghĩ là con gái lúc nào cũng thích được tặng hoa rồi. Còn cái gấu kia thì đang là cái trend. Gấu này đang hot trend. Con tôi có 10 con. Nè, nó có còn cái này nữa nè. Đó. Đây là cục cứt mũi. Dạ. Cũng có quà muốn tặng bạn nam. Thì do con không biết cắm hoa nên là con đi cắm xương rồng sen đá. Thật ra là con tặng bạn một cái chậu con đã cắm rồi. Còn chậu còn lại con chưa cắm. Ví dụ nếu hôm nay nếu có duyên mà mình thành một cặp thì chúng ta sẽ cùng hoàn thiện cái chậu còn lại và mỗi người giữ một chậu. Còn nếu không thì anh có thể trồng một cái cây nào anh thích vô và để bạn ơn. Làm việc. Thành cảm ơn nha. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh cũng sáng sủa và cũng có duyên. Với lại em muốn hỏi một câu là điều gì ở anh khiến anh cảm thấy tự tin về mình nhất? Tại vì anh cảm thấy anh học giỏi nên anh tự tin về những cái cuộc thi.
Ví dụ anh không bao giờ mà anh run trước mấy cuộc thi nữa. Anh luôn tự tin về bản thân mình, về cái kiến thức của mình. Vậy ví dụ nếu anh quen một bạn nữ giỏi hơn anh thì anh sẽ cảm thấy như thế nào? Anh thì thích bạn nữ giỏi. Tại vì anh nghĩ là hai người giỏi cùng với nhau mới cùng phát triển được. Vậy nếu bạn nữ không giỏi như anh kỳ vọng thì sao? Không giỏi thì anh cũng, tình yêu anh đủ lớn thì anh sẽ cũng làm cho bạn nữ giỏi theo mình. Ví dụ hồi nãy em có nói về cái khuyết điểm của em là gia trưởng, nghĩa là em cũng nhiều khi là em muốn người ta theo ý mình. Khi mà em nổi cơn lên, em nổi cơn gia trưởng lên thì anh đối phó như thế nào? Thì anh nghĩ là anh sẽ phân tích cho em hiểu. Nếu như mình đã cùng nhau rồi thì mọi thứ mình phải có quyết định của cả hai phía, chứ không thể nào mà mình tự ý làm được. Nhiều khi em đang làm sai mà anh biết em đang sai mà anh lại không nói ra, thì thành ra nó lại là một cái câu chuyện khác nữa. Nó vấn đề lại đi xa hơn. Thì đôi khi anh cũng phải ghì em lại một xíu để mình dễ nói chuyện hơn. Nhưng mà ví dụ nếu anh làm như vậy với em đi, em cảm thấy anh giống ba em hơn là giống người yêu thì sao? Ý là em cảm thấy bị ức chế. Một ba thôi đủ rồi, giờ thêm một người yêu nữa thành ba thứ hai thì sao? Thì anh nghĩ là một người con trai là phải để che chở cho người con gái mà. Thì mình phải làm những cái điều đó để mà cho dù bạn nữ có nghĩ như thế nào đi, mình cũng, tại vì mình khi mình yêu rồi thì mình không muốn cái bạn nữ mình đã suy nghĩ sai rồi mà còn phải làm cái sai đó nữa. Theo em hiểu nha, thì anh muốn uốn nắn cái hành động sai của em. Ví dụ anh có thể chỉnh em về đúng, nhưng mà cái cảm xúc của em thì lại không được thỏa mãn. Em sẽ cảm thấy bị ức, gọi là sao anh không nhường em làm khùng làm điên cái này, anh lại cứ túm đầu em này nọ chứ anh không có chiều theo cảm xúc của em thì sao? Cái đó thì ban đầu anh sẽ chiều trước, rồi anh sẽ phân tích sau cho cái cảm xúc lúc đó của bạn nữ kiểu như nó nguôi giận bớt đi hay là gì đó, thì mình sẽ nói chuyện sau nó dễ hơn là khi mà cả hai đang cùng nóng giận mà đi mình còn phân tích nữa thì không ai nghe ai đâu. Tức nó đang chiều cảm xúc của con đó, nó chiều chừng nào con hết cảm xúc thôi nó sẽ bắt đầu mới có ý kiến, đúng không con? Dạ đúng rồi. Đó, nó vậy đó. Tức là con có coi phim nãy chị gái nói là đôi khi là bà nội người ta đó. Con có coi phim Em Là Bà Nội Của Anh chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Về coi đi con. Thấy không? Bây giờ mình tiến gần một xíu đi, ngồi xa quá. Đó, bây giờ mình đối diện nhau nè. Đó, tiếp tục. Mà sao em lại đôi khi em lại muốn làm bà nội của người khác vậy? Thật ra mặc dù em lúc nào cũng trong một cái nhóm, em lúc nào cũng nhỏ tuổi nhất, nhưng mà em lâu lâu em muốn thử cái vị thế ở trên, được chăm lo cho mọi người, được ở kèo trên, thì anh nghĩ sao? Không, thì cái đó anh thấy bình thường, tại vì con gái mà, anh nhường hết. Anh nhường đến mức độ nào? Anh nhường đến khi mà em thấy hài lòng. Nhường tới luôn á. Chết, câu chí mạng. Ừ. Hôm nay anh nhờ chương trình chọn cho anh một bạn nữ 6 điểm thôi, mà em thấy 9 điểm, em thiếu một điểm nữa, một điểm tựa, em thiếu một điểm nữa, một điểm tựa. Trời ơi. Hát tặng bạn gái một bài đi. Còn không biết hát. Thì nắm tay tiếp đi để cho bạn gái hát cho. Bây giờ gái có thể mình hát cho chàng trai nghe coi. Mình chủ động chút đi. Mình muốn làm kèo trên đó. Thì em hát một cái bài mà hồi cấp 3 em hay hát. Này em ơi, trăm năm sau, những ưu phiền kia sẽ về đâu. Biết cuộc đời mình phù du lắm em ơi. Ngày hôm qua em vui ca, chớ sao hôm nay em buồn ba. Có sao đâu, rồi cười cho lâu. Mà này có biết khi mình cười em hồn nhiên như trông thấy trái đất này như khi xưa trăm năm quay. Em với hôm nay vui vì có em trong đời này. Hay quá. Nhìn thẳng sâu vào mắt bạn gái nào. Hai đứa nhìn 1 phút 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau. Con nói đi, nếu như lúc em làm bà nội của anh sẽ làm gì? Nếu như mà lúc em làm bà nội thì anh sẽ ngồi đó và lắng nghe những điều mà em nói. Chị chiều theo ý em. Sao nó nhỏ quá vậy? Cái khúc lĩnh lên. Đúng rồi, bản lĩnh lên. Nếu như mà em làm bà nội thì anh sẽ ngồi và lắng nghe những điều mà em nói. Nó chịu dưới kèo con rồi đó. Rồi, được rồi, về vị trí ngồi đi các bạn. Bây giờ các bạn trao đổi với nhau cũng rất là vui ha. Chúng ta một phần nào cũng hiểu tính nết của nhau rồi. Một phần nào chúng ta cũng đã cảm nhận về nhau rồi. Còn bây giờ điều gì đến, nó sẽ đến. Tùy quyền quyết định các bạn nha. Không ai ép các bạn phải bấm cái nút đó cả. Mà chúng ta phải bấm bằng sự suy nghĩ của mình, bấm bằng cả trái tim của mình. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Trời ơi, con có bấm không? Hết thời gian, con gái không bấm.
Sao vậy? Người ta đồng ý con làm bà nội của người ta luôn mà. Con rất là mến bạn, nhưng mà tại vì hồi nãy giờ là con gọi là chưa có chạm được cái cảm xúc mà con bấm, nên là nãy giờ con giữ lý trí quá. Trời ơi, người ta đồng ý làm bà nội luôn mà. Ta chiều tới mức vậy luôn mà không bấm. Trái tim sắt đá. Trái tim sắt đá hả? Thôi được rồi, vậy thì chúng ta tạm chia tay ở đây. Chúng ta là những người bạn với nhau, bắt tay nhau đi nào. Để rồi chúng ta sẽ lấy số điện thoại để trao đổi với nhau, tiếp tục là bạn của nhau nha. Nụ cười đẹp không Linh? Người có duyên, mỗi người có một cái nụ cười riêng, không ai giống ai được. Có khi mình thích nụ cười kia, nhưng mà về đây có nụ cười này không đẹp bằng nụ cười kia, nhưng mà thích hơn. Anh không thích cái điểm gì ở người con gái? Chú trọng quá nhiều ở vẻ bề ngoài của người đàn ông. Chị mới lình thình cái nụ cười đó là em nói chị đó, phải không? Dạ không, không nói chị, ý em nói là giống như là bản thân của em là em không có chú trọng về bề ngoài của đối phương nhiều lắm. Vậy thì bề trong của em có cái gì đặc biệt? Tính tình em biết nói, hiền lành, keo kiệt với bản thân, nhưng mà hào phóng đối với lại mọi người xung quanh. Keo kiệt với bản thân là sao mà hào phóng với người xung quanh là sao? Dạ, em tên là Phan Minh Phát, năm nay em 28 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên tài chính. Trước đây thì em đã từng du học cũng cỡ 8 năm. Dạ, có bằng thạc sĩ rồi làm bên Mỹ 1 năm rồi mới qua đây làm hơn 1 năm thôi ạ. Rồi, tới bên đây. Em tên là Nguyễn Thị Lan Phương, 23 tuổi. 23 tuổi. Hiện nay làm quản lý bán hàng và marketing cho công ty sự kiện. Mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Có 3 mối tình rồi. 3 mối tình rồi. 23 tuổi có 3 mối tình là cũng hơi nhiều đấy. Cũng khá. Dạ, biết yêu được. Từ năm lúc mấy tuổi bạn? Dạ, từ năm lớp 11. Mối tình gần đây nhất là mình chia tay bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi chị. 2 năm rồi, thế tại sao 2 năm nay không có mối tình nào nữa? Tại chung là đợt trước có quen cái người mà không tốt lắm. Cho nên là dù bây giờ mình quen ai mình cũng cẩn trọng hơn. Chỉ là quen là muốn xác định là ai được thì quen lâu dài luôn. Là mình tính ngày nào tới tiến tới hôn nhân? Thầy bói nói 2 năm nữa mới đẹp. Thầy bói nói 2 năm nữa mới đẹp, hay đi coi bói lắm hả? Dạ không, coi tử vi trên mạng đó chị. Rồi có tử vi có nói tuổi nào hợp với mình không? 85. 88. Em 88 chị. 88. Vô rồi. À, bên kia là ta trải qua 3 mối tình rồi. Còn mình lý do tại sao ế đi ra qua nước ngoài làm việc 8 năm rồi về đây nữa. Sao ế được? Cuộc đời nó có những cái mà nó ngồi á. Bản thân em ra ngoài em diễn thuyết, em nói làm bất cứ điều gì. Nhưng mà khi mình tiếp xúc với con gái thì em rất là run. Em nhắc gái nhỏ giờ rồi. Nó khó mà. Mình rung trước mấy mối tình rồi? Dạ mới có một rồi. Việt Nam hay là ở bên nước ngoài bạn? Dạ ở bên nước ngoài. Rồi sao chia tay? Dạ tại vì là bạn kia thì bạn có chí hướng là ở bên nước ngoài để bạn công tác. Còn mình thì mình phải về Việt Nam, mình trách nhiệm gia đình này kia. Thành thử ra người ta học thạc sĩ xong là ở bên kia luôn. Tư tưởng em nghĩ rằng là ở đâu làm cũng được. Quan trọng là bản thân của mình á. Ở Việt Nam thì em có gia đình, thì em phải có trách nhiệm của em. Và em cũng phải biết giữ lấy cái cội của mình. Dạ. Bây giờ mình đã muốn kết hôn chưa bạn? Dạ muốn lắm rồi chị. Mẹ em cũng muốn có cháu nội lắm luôn rồi. Dạ. Vợ có phải làm dâu không bạn? Thì dạ có à. À đó, thấy không ngộ ha. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái cuộc hôn nhân sắp tới chưa? Dạ chuẩn bị sẵn sàng rồi. Dạ. Được là dạ. Cưới luôn đúng không? Dạ. Rồi để mình hỏi bạn gái bên đây xem bạn em có chịu làm dâu không? Dạ làm dâu được ạ. Em nghĩ là làm dâu cũng có cái tốt. Sau này mình có công việc gì đó bận rộn thì bố mẹ có thể hỗ trợ. Chính xác. Dạ. Với lại đặc biệt là em rất là thích nấu nướng, nấu ăn cũng khá ngon, nhưng mà có một cái khuyết điểm cũng chắc cũng lớn, không thích dọn dẹp nhà cửa lắm. Trời sao giống chị quá vậy? Hơi dẻo miệng chút. Hơi dẻo miệng. Cũng được lòng phụ huynh lắm. À vậy hả? Dạ. Còn những cái khuyết điểm của mình? Em hơi thẳng tính, có gì thì hay hoạch toẹt ra vậy đó. Chắc đặc điểm của con Bạch Dương á. Trời cô này có vẻ mê tín quá ta. Nhưng mà nó nghe là mình có cái đưa ra cái chuẩn cái mẫu người đàn ông mình cần tìm không? Chị biết Song Joong Ki không? Trong phim á. Nhưng mà em thích cái em ý em là em thích nam có nụ cười đẹp. Tôi qua tôi coi cái. Cười xoay qua đây cười cái coi. Nụ cười này đẹp không anh Linh? Người có duyên, mỗi người có một cái nụ cười riêng, không ai giống ai được trơn. Có khi mình thích nụ cười kia, nhưng mà về đây có nụ cười này không đẹp bằng nụ cười kia, nhưng mà thích hơn. Anh không thích cái điểm gì ở người con gái? Chú trọng quá nhiều ở vẻ bề ngoài của người đàn ông. Chị mới lừng thừng cái nụ cười cái là em nói chị á, phải không? Dạ không nói chị, ý em nói là giống như là bản thân của em là em không có chú trọng với bề ngoài của đối phương nhiều lắm. Vậy thì bề trong của em có cái gì đặc biệt? Tính tình em biết nói, hiền lành, keo kiệt với bản thân, nhưng mà hào phóng đối với lại mọi người xung quanh. Keo kiệt với bản thân là sao mà hào phóng với người xung quanh là sao? Thì em đi làm rất bình thường, cũng nhiều khi tô phở cái bánh mì thôi. Rồi. Nhưng mà giống như nếu mà người yêu của em mà bữa nào mà thích mà đi ăn gì đặc biệt đó là giống như quất cái nhà hàng sang thì em sẵn sàng em chở em đi thôi. À, nhưng bản thân mình thì cũng tiết kiệm, nhưng mà với bạn gái là cỡ nào cũng chơi. Dạ. Nhớ nha. Dân gian tao nói là dạy gái. Có đó gọi là ga lăng thiệp chứ có gì đâu. Chứ lại vợ mình phải sợ chứ, phải học hỏi Linh vậy là gia đình hạnh phúc vững bền. Đúng không em? Quên, đi học 8 năm mới bển về, ít nhất phải có tiếng Anh rồi gì chứ, làm bạn hát tiếng Anh rồi gì coi. Thì bắt đầu nói chuyện với Di Tường bằng tiếng Anh đi. Thôi khỏi, khó hát tiếng Anh đi cưng.
2, 3. You must believe fairy tales come true, ever after happily dreams come true, just believe in me. Sao ta hát mà anh Linh gãi đầu vậy? Anh không hiểu. Sao mà nó kể về mối tình giữa hai người, mà mong muốn là giống như nó trở thành một cái chuyện cổ tích như vậy đó. Rồi. Không mà nó nghe nè, sao hát giống đập quá vậy? Em đâu nói hát hay đâu chị. Người ta có cái khiếu thì dịch ra vậy thôi, được rồi, đừng có đòi hỏi lớn quá. Em biết hát mà em, rồi. Em làm hát bản hát gì mà cho nó xôm xôm lên cơ, anh Kiên hát buồn quá à. Dạ. Anh Kiên hát buồn nhưng mà anh dễ thương lắm. Rất là thân thiện. Rất là hậu luôn. Hôm nay em thích hát dữ lắm luôn. Mà tự nhiên em bị cúm. Kệ nó sao đâu, hát cúm hát đâu có hát cúm. Ờ, giọng em hát được đó. 2, 3. 2 AM and the rain is falling. Thôi khó quá, bỏ qua luôn đi. Bỏ qua đi anh. Em cúm rồi. Đoạn nó cho qua đi. Mình sẽ cùng giao lưu với người thân để xem ý người thân thế nào ha. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ. Có bạn thân nhất mới từ Đồng Nai lên tham dự. Từ Đồng Nai lên tham dự luôn. Rồi, bạn thân đâu? Dạ, em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi, chào em. Em thấy anh bên đó như thế nào? Có hợp với bạn mình không? Dạ, hợp đấy ạ. Thấy nụ cười anh đẹp không? Dạ, cũng rất là có duyên ạ. Chà. Em có bao nhiêu anh em? Dạ, em chỉ có một thằng em thôi ạ. Có thằng anh nào không? Dạ không. Hôm nay ngoài em trai của em, có mẹ em hả? Dạ có. Quá tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của cô thế nào? Phát là người đàn ông của gia đình thật thà, hiền lành. Chính là chỗ đó nó hơi kém như bạn gái. Thật thà chất phát, từ từ sao có cái gì quý báu sẽ tự tìm đến. Mời em trai của Phát, em thấy tình hình có phát triển được không? Dạ em thấy là có thể phát triển được á, tốt luôn á. Tốt luôn ha. Dạ em thì không dám có ý kiến cho anh hai nhiều, nhưng mà có cơ hội thì có thể thử. Thử gì? Thử hẹn hò á chị. Thử hẹn hò thiệt luôn chứ thử gì nữa. Em có câu nào em muốn nói với bác không? Dạ bác ơi, bác có khó tính không vậy? Mình rất là thích người phụ nữ của gia đình biết nấu ăn là tốt rồi. Không, anh nghĩ một người mẹ mà đến đây thì người mẹ rất là hiểu tâm lý của con. Và người mẹ này không có khó tính đâu em. Không, thì thật sự mẹ em không khó tính. Không có khó đâu. Mà chỉ có nhiều khi lâu lâu dễ bực. Đúng rồi, có nhiều chuyện bực phải la lên chứ. Nhưng mà đây cũng phải là một bà mẹ chồng khó tính ha. Dạ, không có đâu, đây là bà mẹ rất hiện đại. Dạ. Anh thấy được rồi đó, em về làm dâu về được rồi đó, có gì anh chịu trách nhiệm cho. Mẹ là tán thành rồi đó, em trai cũng đồng ý, thấy cũng hợp lý rồi. Còn điểm gì nữa ta hỏi trực tiếp với nhau luôn cho nó rồi, dễ. Rồi, chúng ta kéo màn lên đi. Đấy, các bạn có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Nhắc tuồng, trời ơi, để mẹ nhắc tuồng nữa. Phát ơi, nó chết rồi. Tại em. Thấy chưa? Mẹ vậy là không bao giờ khó tính, mẹ ga lăng hơn con luôn nữa. Cho anh hỏi quan điểm tình yêu của em đó giờ là sao? Tình yêu là chỉ có một thôi, không có chia năm sẽ bảy gì hết trơn á. Tính em có hay ghen không? Ghen miệng thôi, nhưng mà tin thì nhiều hơn là ghen. Anh có lăng nhăng không? Không, anh đó giờ anh chung thủy. Anh thấy em sao? Nhìn em dáng đẹp. Không, em mập lắm. Thật sự đối với anh thì hình dáng bề ngoài nó không có nặng lắm, quan trọng là cái tâm hồn. Nhiều khi em nóng á, em cũng hay xấu tính một chút. Nhéo rồi đúng. Anh có thoải mái không? Thà là em nhéo người ấy thôi, chứ em đừng im lặng anh sợ. Nhéo nhưng mà nhéo. Nhéo vừa vừa thôi, nhéo yêu thôi chứ nhéo đau quá, bầm tím người ta cũng không được nha. Nhéo chỗ kính á, nhiều khi cái mặt của người ta vậy mà cắn nhéo lên chở người ta đi làm không được đâu ạ. À. Dạ. Thấy nụ cười anh đẹp không? Dạ cũng dễ thương. Đó vậy được rồi. Lấy nhau là con cái rồi sao? Con cái là của trời thôi chứ. Ảnh cho mới đẻ đi, của nào mà trời cho. Ý là mình không cần phải kiêng cử hay kế hoạch gì hết. Trời ơi, đâu ra nguyên đội banh luôn hả? Không, ý em là mình không cần phải dụ như là nhiều người có đôn xong thì mấy năm sau người ta mới có con chẳng hạn. Đúng rồi. Mình thì không cần như vậy. Đúng rồi. Cứ tới đâu hay tới đó, không sao hết. Em lo được, thành thử ra tới đâu hay tới đó. Em cũng không có ép vợ nữa. Nói chung là vợ nào kêu sâu thôi. Trời đất ơi. Rồi. Ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hẹn hò hay là không hẹn hò. Chọn hay không chọn. Đồng ý thì nhấn vô. Suy nghĩ cho thật kỹ bạn nhé. Rồi mời bạn Nam để tay nút bấm. 1 2 3 Nắm tay nhau một cái xem nào. Nhắm nắm tay em được không? Đây là những chiếc vé xem phim. Yeah. Một cặp loa của Sao Mắt i5. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax.
Để tặng hai bạn. Hy vọng rằng với cái sự hiện diện của gia đình hai bên ngày hôm nay, cùng với sự thỏa thuận các bạn về tính tình, về những cái nỗ lực trong tiến tới hôn nhân đó, chúng ta sẽ giữ vững và phát huy nó. Cảm ơn chị Cát Tường. Cảm ơn anh Quỳnh Linh. Ở nhà mẹ chồng luôn hả? Dạ. À vậy à. Mẹ chồng thì còn mấy anh chị em mẹ chồng thì là có hai em nhưng mà ở riêng hết. Ừ. Dạ. Hôm nay lên đây thì mẹ chồng có biết không? Dạ có. Dạ. À, dạ. Mẹ chồng có động viên không? Dạ. À dạ. Thôi thật ra dạ. Thì mẹ chắc cũng lo cho em đó, mẹ thương dạ. em đó ha. Dạ. Thôi bây giờ mình có mong là người chồng tương lai mình một mẫu hình lý tưởng gì không? Thì em mong muốn là tính tình thì là hiền lành, phải biết chia sẻ với lại vợ con. Ừ. Rồi là không có chơi bời bê tha để tu trí làm ăn đó. Dạ. Anh này chắc là xưa em cũng quán bạc. Cân bình anh. Dạ. Em ở với mẹ em, ba em, với con em. Dạ. Dạ con trai. Trai hả? Dạ. 14 tuổi anh. Alo, 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 alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ron ơi. Dạ. Còn ai đi về Ron? Khỏi đi, khỏi mời nói ra đi, lấy cái Toàn ra, tao lấy cái tiếng vô rồi. Được rồi. Ừ, rồi, được chưa? Alo. Trời ơi trời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Có chưa? Có chưa? Có tiếng tao chưa? Rồi, được rồi chưa? Chưa biết chú ơi, chờ chút chút đợi nó báo. Rồi, rồi bây giờ mời anh giới thiệu lại. Dạ, mời em, giới thiệu đi. Em tên Nguyễn Tiến Thành. Nguyễn Tiến Thành. Dạ. Sinh năm mấy? 1983. Dạ. Nhà ở quận Tân Bình. Tân Bình. Dạ. Thành làm công việc gì? Dạ em chạy shipper. Công việc của em là gọi tên nhanh, gọi là chuyển phát nhanh. Ừ. Dạ. Mình đang ở với ba mẹ. Ba mẹ và con em. Con mấy tuổi rồi? Dạ 13. Con trai hay con gái? Con trai. Con trai. Dạ. Rồi. Thành là ở từ đó giờ ở Sài Gòn. Dạ đúng rồi, ở Sài Gòn. Ừ. Rồi, rồi. Mời nhà gái. Mời nhà gái ạ. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào toàn bộ khán giả và em chào bạn trai. Tên em là Trần Thị Phương, em ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Dạ. Dạ. Mình đang làm công việc gì chị Phương? Dạ, em này, trước thì em có buôn bán mười mấy năm mà nay thì em làm tạp vụ. Dạ. Em dọn dẹp nhà cửa. Dạ. Chị Phương là sinh năm mấy nhỉ? Em sinh năm 1983. Dạ. 83 luôn. Dạ 83. Vậy là cùng tuổi luôn á. Cùng tuổi ở luôn. Bình Dương ạ. À. Dạ. Rồi mình nói về ưu điểm và khuyết điểm đi nhà trai. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì Thành? Dạ. Dạ cái ưu điểm của em là nhanh nè. Dạ. Nhanh gọn lẹ. À cái ưu điểm của em là nhanh gọn lẹ rồi, nói chung là mấy công việc như ví dụ như ở nhà có sửa điện sửa nước vậy thì em làm nói luôn là đúng cũng, không? Cũng được dạ. Ừ, tại vì thấy em cũng năng động mà. Dạ. Hồi xưa giờ em có cái nghề nào hay là chạy shipper từ xưa giờ? Nói chưa em từ xưa giờ em chạy shipper không anh? À vậy đó dạ. Hả? Giờ chạy năm nay là hai năm rưỡi vậy anh. Hai năm rưỡi? Dạ. Chứ trước hai năm rưỡi đó làm gì? Dạ nói chung cũng không làm gì ở nhà. Nhưng ở mà nhà sao nuôi con được? Làm gì để sống? À nói chung hồi đó thì em ở nhà chỉ là em làm mấy cái bốc kinh thêm anh, bốc kinh mấy cái quán bar. À dạ rồi. Mà giờ nghỉ rồi hồi đó nghỉ. Thì cái công việc á thì em chỉ ban ngày ngủ ban đêm em thức. Ừ. Rồi em check in với khách, giờ dụ khách lên chơi lấy tiền nền với tiền bàn thôi anh, đó là vậy. Lấy tiền hoa hồng phần trăm á. À rồi em nghỉ cái nghề lâu rồi. Ừ. Mới ra chạy được cái nghề shipper là 2 năm rưỡi anh. Ừ. Dạ. Ba mẹ lớn chưa? Dạ ba em năm nay 61, mẹ em 60. Rồi anh chị em có hai chị gái, một chị đầu tiên là ở bên quận 3, còn chị thứ hai ở bên Singapore. À. Dạ. Thì giờ còn mình em ở gần ba mẹ. Đúng rồi, với con mẹ. Em. Ừ. Mà nói chung con em nó cũng tự lập rồi, không phải gì lo cho nó nữa. Nói chung nó biết hết rồi. Dạ. À, mình lấy vợ năm nào vậy Thành? Dạ em lấy vợ năm em 27 tuổi. Lúc năm nay cũng mười mấy năm rồi, quen được cỡ hai năm mấy cái bắt đầu mới có con xong rồi thấy cái hoàn cảnh nói chung là
Hồi đó giờ em buôn bán cực khổ lắm, thì bán trái cây, còn em thì làm phục vụ pizza. Em thấy cái công việc của vợ em nó thấy nó tội quá, cái em mới bắt đầu em nói nó phiền là thôi em vô trong pizza làm chung với anh đi, anh thì làm phục vụ em ghi điểm. Bắt đầu vô làm một thời gian, cái ghi điểm thì có khách, nói chung thì nó cũng hơi dê, cái sau này bắt đầu nó về nhà cái em thấy nó giống như mà nó xa lạ với mình quá, cái em nghĩ hỏi ủa sao mà giờ này em không có ngọt ngào như trước nữa. Thì nó chỉ nói là em làm về thì em mệt, em không muốn này kia, thì em cũng nghĩ cái bắt đầu lâu ngày nữa. Cái cũng có một hôm thì vợ em nó đem đồ đàn ông về nó giặt, nó nói ủa sao nhà mình sao đồ ai thấy lạ quá, cái nói nó không nói gì hết. Cái nói chung là em không có bắt gặp được, em chỉ có bắt gặp được là đem đồ đàn ông về, người đàn ông mới về, bắt đầu cái nói hai bên cự cãi lẫn nhau, cái cuối cùng tình cảm xa lạ bắt đầu mới chia tay. Là bao nhiêu năm? Là năm nay, nếu mà tính luôn năm nay là 14 năm rồi anh. 14 năm rồi? Dạ, đúng rồi. Em không có vợ nào nữa? Dạ, nói chung mấy cái tình cảm chẳng hạn như vu vơ như cũng 1-2 tháng rồi cũng đi rồi, chứ không có dạng là sâu lắm. Không có gia đình nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Mời nhà gái. Mời nhà gái nào chúng ta chia sẻ về tình duyên của mình đi. Dạ. Em thì quen ông xã cũng được 3 năm mấy á, rồi là bắt đầu là kết hôn. Dạ. Kết hôn cũng được sống với nhau được 19 năm. Thì ông xã em mất. Ờ. Dạ. Mình có bao nhiêu người con chị? Dạ em có hai cháu. Cháu lớn thì học đại học năm 2. Còn cháu nhỏ là vào lớp 7 á. Dạ. Dạ. Ông xã mất bao lâu rồi? Ông xã mất được 2 năm. Dạ. Dạ. Trời ơi. Rồi bây giờ mà mình làm công việc gì để nuôi bé nó nhỏ vậy em gái? Dạ em thì trước đây là em cũng có buôn bán quán nhậu mười mấy năm. Ừ. Xong rồi là đến lúc là chồng em mất thì em giờ em đi làm dọn dẹp. Đi làm dạ. Tập vụ á. Ừ. Dạ. Chị có ưu điểm gì? Dạ ưu điểm của em là nói chung là vui tính này, hòa đồng với mọi người. Dạ. Vui vẻ. Rồi biết nấu ăn, rồi nấu ăn ngon luôn á. Dạ. Dạ. Rồi biết múa, biết hát. Dạ. Dạ. Rồi kinh doanh quán dạ. Nhậu mà. Dạ. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm là tại vì em sống về nội tâm là quan tâm gia đình nhiều hơn chứ không có quan tâm cho bản thân nhiều á. Dạ. Ừ. Dạ. Hồi nãy chị nói nhà chị đâu? Dạ nhà em quê thì ở Hà Nam. Yeah. Còn là em vô Thủ Dầu Một là từ năm 2000. Dạ. Yeah. Nay yeah. là được hai mấy năm. Dạ. Yeah. Đó, nhà gái thì cũng hoàn cảnh. Dạ. Yeah. Tội nghiệp. Bây giờ Thành mong muốn mình sẽ bước tiếp. Dạ. Yeah. Tìm một người vợ thế nào để hợp với mình. Dạ, yeah, nói chung bây giờ nếu mà em bước tiếp là em thì cái về thân hình này kia em không có quan trọng. Em chỉ quan trọng thương yêu em và biết hai đứa làm ăn là ok vậy anh. Dạ. Yeah. Vậy thôi đó hả? Dạ đúng rồi, cũng đơn giản ha. Dạ. Đơn giản. Còn rồi, nhà gái thì sao nè? Mong muốn thì sao nè? Dạ. Em thì em mong muốn là bạn trai là kiểu là cũng sống là phải biết hòa đồng với mọi người. Ừ. Rồi là công việc là ổn định, rồi làm là phải lo được cho gia đình. Dạ. 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 Rồi, chào em gái. Dạ, chào. Ồ, anh ạ. Rất là sáng sủa xinh luôn ha. Cười rất là tươi. Bà chủ này bán quán là nhiều không người lành. Đi lắm đó nha, chứ không phải ghi số ghi pizza này kia, nhiều người nhìn dạ, đó dạ, đúng lắm á. Đúng rồi ha. Cái đó hình xui nữa anh xui đó. Dạ em bán hồi xưa bán quán nhậu chắc cũng nhiều ông chọc ghẹo lắm. Dạ không hả? Hát hay hả? Múa giỏi này kia hả? Chút mình mở rào ra mình hát bài tặng cho khán giả được không? Em múa đi chị. Múa được luôn. Nãy em sao, nãy em nói em sống với ai? Dạ em bây giờ đang sống với lại hai con với lại mẹ chồng. Ở nhà mẹ chồng luôn hả? Dạ. À vậy à. Mẹ chồng thì còn mấy anh chị em mẹ chồng thì là có hai em nhưng mà ở riêng hết. Dạ. Hôm nay lên đây thì mẹ chồng có biết không? Dạ có. Dạ. Mẹ chồng có đồng viên không? Dạ. À dạ. Thôi thật ra thì mẹ chắc cũng lo cho em đó, mẹ thương em đó ha. Dạ. Thôi bây giờ mình có mong là người chồng tương lai mình một mẫu hình lý tưởng gì không?
thì em mong muốn là tính tình thì là hiền lành, phải biết chia sẻ với lại vợ con, rồi là không có chơi bời bê tha, là tu trí làm ăn đó. Anh này chắc hồi xưa em cũng quán ba viết giờ thì chắc cũng ngán rồi đúng không? Dạ, lâu đúng không? Mà đúng rồi. Giờ bỏ lâu lắm, anh lâu mấy năm rồi. Thôi, em gái đi với ai vậy? Dạ em đi một mình ạ. Một mình. Dạ. Anh đi với ai? Dạ em đi với bạn em. À bạn. Bạn em ngồi dưới. Rồi bạn cho ý kiến nào? Nói cho em được rồi đó. Dạ, chào Quyền Linh với Ngọc Lan. Dạ. Mình thấy vậy là được các bạn. Bấm nút đi bạn. Vậy thôi đó hả? Gọn ghê. Thành dữ không? Nó vẫn bình thường rồi. Vẫn bình thường hả? Có nhiều con gái không? Nhiều người có theo không? Có bồ bịch gì không? Trước giờ nó không chảo quen ai. Chịu khó làm ăn không? Có, chịu khó làm ăn lắm. À, anh em có quý mến gì không? Thì bạn thân mà. Để làm chung với nhau mà. Có đánh đề đá gà gì không? Không, cái đó không có đâu. Thiệt không? Còn có một bạn cũng hiền khô mà. Bạn còn hiền hơn Thành nữa. Rồi, thôi. Mở rào. Hả? Xin đó nha. Đây, chuyện của em. Rồi, ok anh. Lên đi. Tặng em. Đứng. Dạ, đứng anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Trời ơi, cảm ơn. Rồi. Mặc luôn ha, đúng mặc cho nó mặc đang luôn. Ok, thanh kem nhiêu? Cái áo này mà đi nắng đi gió là nhớ người ta đó nha. Chắc luôn, chắc vậy. Quá. Chắc mặc mỗi rồi. Ngày quá. Trời đẹp quá trời luôn, cảm ơn nhiều nha. Ok, rồi. Thôi về ghế ngồi chúng ta trò chuyện với nhau nào. Mùa đúng... đúng sai luôn anh. Luôn á. Sao biết mày hay anh nó đi ngoài nắng ngoài gió mà. Em có cái cảm nhận gì về anh em? Dạ. Cứ nói thẳng em bình thường cũng sao. Dạ. Em thấy cũng được ạ. Dạ. Ok, vậy được rồi, được rồi. Còn ngược lại Thành thấy sao? Thì nói chung anh em nói chung là quá lý tưởng, dễ thương. Chị nói không, nói chung mình cho nhau một cơ hội tìm hiểu đến nhau. Rồi sau này nếu mà có duyên thì mình sẽ đi đến hôn nhân. Yeah. Bây giờ mình phải trò chuyện chút xíu coi làm sao. Bây giờ nếu như bây giờ cưới về đó, giờ hẹn hò sao rồi cưới về Thành làm gì để có thể lo cho bạn gái? Thử mình đưa ra một quan điểm thôi. Ủa em bây giờ em còn bán quán nhậu không? Dạ em không ạ. Không hả? Dạ. Tưởng còn về anh phụ em mình khổ cho shipper khổ quá. Nếu mà công việc, nếu mà hai đứa được đến với nhau thì anh cũng hứa với em thì anh cũng làm này kia, hai đứa thương nhau được rồi. Cứ cố gắng làm nhau kiếm tiền rồi xong, vậy là ok. Dạ. Không chừng mình mở lại quán nhậu mình bán là ok đó. Trời quá chứ quá. Tại vì anh bên kia là tiếp khách rồi này nọ là dạ. rất là tốt luôn. Trời làm chủ khỏi nói. Bây giờ là quan điểm khi mà mình quen nhau nè, bao nhiêu lâu mình cưới nè, rồi về đó mình ở đâu nè, đâu thử Thành đưa ra em đúng không? Nếu mà định với lại bạn gái anh thôi. Thì không có gia trưởng. Thí dụ mà anh mà cưới được em thì em muốn ở nhà trọ hoặc nhà anh cũng ok được hết, tại vì nhà anh mỗi người một phòng chứ không phải mà chỗ này chỗ kia là như vậy. Là anh ở chung với lại bố mẹ phải không? Đúng rồi, anh ở chung với bố mẹ con anh. Con anh cũng lớn rồi mà nó tự lập rồi, anh cũng đâu có, nói chung là nhà anh cũng không có đâu, nó tự học thiết, nó cũng giỏi lắm em. Không có mấy cái chuyện nó bình thường đó, anh cũng ít khi nào mà, nói chung chỉ lâu lâu hỏi nó này nói kia thôi. Ủa hai người hẹn hò sao? Dạ. Bây giờ hẹn hò sao? Bây giờ xong dình thì hẹn hò sao mình có thể bàn luận cái chuyện hẹn hò đi chứ. Ủa em nãy giờ em ít hỏi với anh luôn á. Anh muốn em hỏi với anh thử cái nào để anh trả lời thử, cứ hỏi thoải mái. Đừng có ngại, bình thường đi. Vậy anh nghĩ thế nào về em? Thì anh nghĩ hồi nãy em nói vậy, nói chung là cái người mà anh kiếm chắc nói chung cũng vòng vòng, cái em nhìn nói chung em dễ thương được, nói chung là ok. Nhưng bạn gái Bình Dương đó hẹn hò sao với người ta kìa. Dạ.
À, nếu mà Bình Dương thì em muốn một tuần đi chơi mấy ngày. Anh thì lẹ lắm, anh nói chung anh chạy xe nó nói chung nó cũng hơi nhanh. Mà em ở Bình Dương khúc qua khúc nào? Dạ em ở ngay chỗ đài truyền hình ạ. Ủa là ở đâu em? Đài truyền hình Bình Dương. À, đài truyền hình Bình Dương à. Dạ. À. Thí dụ mà mình quen nhau vậy là mình có một tuần mình đi chơi được mấy lần em? Thí dụ vậy. Anh thì anh làm buổi sáng, còn buổi chiều thì anh lúc 6 giờ anh về tới nhà là anh chỉ dành buổi tối thôi, chủ nhật thì anh nghỉ. Dạ. Em muốn đi chơi buổi nào thì cái em cứ nhắn tin alo cái là anh bè bè anh bài tới nơi. Trời ơi bay luôn á hả? Còn em đáp thì lắm. Em rảnh chiều chủ nhật. À, vậy em với buổi tối thì em rảnh, ban ngày thì em đi làm. Ừ. Buổi tối là em rảnh. À. Dạ. Ủa là con em hiện là em nuôi con luôn hay sao? Dạ. À là ở chung nhà luôn. Dạ. Hồi nãy em nói là ba đứa hả? Dạ hai ạ. Hai à. Rồi bây giờ mình tính đi, mình quen nhau thì nếu như mà mình bấm nút, mình tìm hiểu nhau bao lâu thì nhà gái cho nhà trai bước tới. Nhà trai hỏi đi. Em hiểu anh chị. Ừ, hỏi nhà gái đi. À. Thì bây giờ anh nếu mà có cơ hội quen em thì em muốn bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Thì mình cứ tìm hiểu kỹ đi rồi là mình tiến tới. Ok, là ok. Khi nào mà hiểu hết về nhau thì cũng được, đúng rồi. Dạ. Chứ mất công mà qua la hôm mốt cũng mệt mỏi. Dạ. Cứ sâu sâu dùng tí mình có thể vậy. Ừ. Bây giờ bạn gái có thể múa cho bạn trai xem. Múa em bình thường em, múa lên. Có nhạc không? Có nhạc em đứng em phụ họa không? Chứ? Phải. Dạ, em phụ họa thì mở nhạc lên. À, phải mở nhạc phụ họa. Em trai đứng phụ họa đi. Coi như em cũng làm ở ba mà. Đứng phụ họa cho bạn gái thôi nào. Nhạc gì có chuẩn bị hai người hợp với nhau không? Sáng nào mà cũng tập những cái giai điệu như thế này là người rất là khỏe. Thành thấy sao nè? Quá ok luôn, nói chung nhảy hay. Dạ. Hay chứ. Còn em biết nhạc thì em nhảy không được, em không bắt cái điệu nào em nhảy được. Em đây là nhạc chứ. Để tập aerobic. Dạ. À. Còn mà em thì em nghe cái dạng nhạc đen em giờ em biết cái gì em hát. Rồi biểu diễn cho bạn gái xem đi. Em không biết hát. Hả? Em nhảy gì hát. Nhảy cho bạn gái xem đi. Đen hả? Ừ, em phải một nói chung nhạc. Nhạc mạnh mạnh đúng không? Nhạc cho trong vũ trường á. Ừ, rồi. Rồi cho miếng nhạc vũ trường đi. Bây giờ ta phải có người biểu diễn xong mình mới biểu diễn lại chứ. Nhạc vũ trường. Ngắn ngắn thôi nha em, khúc chừng 30 giây xuống rồi nha em. Một khúc 40 giây cũng được, khúc 30 giây cũng được. Rồi 30 giây kiếm nhạc. Cô đấy người ta nhảy dễ thương không? Trời ơi. Coi như hai người về mà buồn nhau, giận nhau, mở nhạc lên nhảy cái... Người nhảy aerobic, người... Nhảy nhạc trong vũ trường. Vũ trường. Ngày xưa chắc đi vũ trường dữ lắm. Dạ đúng, có. Tại xưa em làm mà. À, dạ. Thành ra là cũng ăn chơi dữ lắm á. Nhưng mà giờ... Gác kiếm rồi phải không? Gác kiếm rồi. À, anh... Đó. Vô! Lên! Lên! Lên 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 à, ông bài gì lắm á. Lên 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 hey. Bài gì lắm. Ai. Trời ơi. Có nhớ những ngày xưa thân ái không? Dạ quá nhớ luôn. Quá trời nhớ luôn. Nhớ luôn á. Nói chung là bật nhạc này thì em nhảy được, chứ cái nhạc giờ em nhảy không được. Em ra bạn này rất là lanh và có thể làm rất nhiều việc. Ha. Cũng xưa lại cũng dữ dội lắm á. Dạ nói chung giờ em kiếm rồi đó. Nói chung thì cái nghề em hồi xưa là tiếp khách anh. Ừ. Dạ. Nói chung cũng lanh lợi lắm, nếu mà hai người mà cố gắng làm ăn á thì anh nghĩ rất là phát triển. Bạn gái xinh đẹp đó. Dạ, bạn trai cũng rất là năng động luôn. Vấn đề là chúng ta hợp với nhau. Dạ. Chúng ta yêu nhau và làm sao có thể đến với nhau được, điều đó rất là quan trọng. Dạ. Mà muốn yêu nhau, hiểu nhau thì phải hẹn hò nhiều lần. Dạ, dạ. Bây giờ Thành đứng lên nào. Đây. Hai người đứng gần nhau, nhìn nhau thế thôi nào đó. Cảm giác sao em? Bình thường em. Hả? Lạnh không? Thế là anh thấy lạnh không?
Thành nó bản lĩnh lắm á. Bây giờ đó hai người nói đi, ví dụ hai người về quan điểm mình có sinh con cái thôi không, rồi quan điểm là kinh tế thì sao, ai giúp ai thế nào đó, nói hết đi Thành. Thì bây giờ nếu mà tụi mình đến với nhau mà cái về cái mặt kinh tế là em muốn sao? Dạ. Thì thí dụ như thí dụ anh đi làm anh có thể đưa tiền cho em hay là em muốn giữ tiền hay sao, thí dụ là như vậy. Dạ. Dạ. Được. Dạ. Rồi bây giờ nè, Thành về á, mình có nhường nhịn, có ghen tuông gì hay là có nha, ghen là có nha. Em hỏi đi, ghen sao nói bên kia đi. Nói chung làm sao đừng có ghen mà đừng có để mình thí dụ mà đang đi chơi anh mà đừng có cầm điện thoại nhắn tin thì anh không thích. Nếu mà đã hai đứa đang đi chơi thì cứ nhét điện thoại vô, chừng nào có ai nếu mà gọi gấp thì mình nghe, còn đừng có cầm điện thoại mà nhắn tin này kia mất công. Anh thì nói chung cũng hơi ghen ghen, tại thương thì phải ghen thôi nhé. Đừng có đem đồ đàn ông về giặt. Lỡ có giữ đồ đàn ông thì đốt luôn. Thì em muốn là anh là phải thương yêu, nếu mà thương yêu em á thì là phải thương yêu con của em. Đúng rồi, thì thương em phải thương hết trời. Rồi bây giờ là Thành thấy rằng là mình khoảng bao lâu thì mình có thể gọi là cưới cô này, rồi dạ, cưới về ở đâu. Dạ. Thử xem mình nói dự định của mình coi sao. Em dự định thì nếu mà nói bạn gái kìa. Dạ. Thì anh thì dự định nếu mà cưới em thì em muốn ở đâu? Dạ. Thí dụ nhà anh, hoặc là phòng trọ, hoặc là nhà em. Anh sao không được dễ lắm. Nhà anh không có gia trưởng vậy. Nhà em thì chắc nhà là không được. Rồi. À, ok. Bạn gái đang ở nhà bà và chồng. À. Dạ. Ừ. Mà ở nhà bà chồng nếu mà lỡ mà có đi thì bà có nói gì không? Thí dụ mà quen thêm, thí dụ quen anh à, đúng không? Mà có bà biết bà nói gì không? Không, cho phép mà. À, cho phép. Vấn đề thí dụ giờ hai đứa con em á, nếu em đến với Thành thì em có dự định đưa hai đứa con về với Thành hay là vẫn ở nhà bà nội? Bà nội có cho hay không? Có cho đi đem đi hay không? Hay là bà nội giữ lại như thế nào đó? Nói quan điểm là cho Thành biết luôn đi. Dạ. Con em thì nếu như mà em có đưa thì đưa có cháu gái, nhưng mà không biết cháu có đồng ý đi không, còn cháu trai thì phải ở với bà nội. À, dạ. Cái đó được. Tại vì là có mình bà, ông mất rồi thì cháu phải ở với bà. Rồi, dạ. Cháu gái mấy tuổi? Dạ, cháu gái 13 tuổi ạ. À, vậy cũng lớn rồi. Dạ. À, thật ra tụi nó cũng lớn rồi, bà thì có mình rồi hả? Dạ. À, không ai nữa hả? Dạ có em, nhưng mà em thì nó ở khác nhà. Rồi bà làm gì để sống? Dạ không, bà thì giờ cũng ở không vậy thôi. Trước đây thì ông bà buôn bán á. Ừ. Dạ. Rồi giờ ai nuôi bà? Dạ không, bà thì bà có vốn. Bà à. Tự... Dạ. À, em không phải dạ. lo cho bà đúng không? Dạ. Đó, vậy thì em cũng có thể tự do, có thể đến với người mình yêu đúng không? Dạ. Ừ, rồi, đó. Để hai bên hiểu về nhau đó. À, tiếp theo thì Thành có muốn bạn gái mình sinh cho mình đứa con nào nữa không? Thí dụ gì chẳng hạn. Nói đi Thành, nói với bạn không, gái nếu đi. Mà sinh cũng được mà không sinh cũng được. Tại vì mình cũng có con nhau hết rồi. Dạ. Cái đó nếu mà em muốn sinh thì được thôi, mà cũng không sinh là cũng được. Tại cũng có con nhau mà. Dạ. Thì mình cưới nhau rồi. Nếu mà sau này mà có thể mà có con thì mình thích thì mình có con tiếp. Dạ. Dạ. Tính Thành cũng rõ ràng đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Em có sao em nói vậy. Ừ đó. Để mất công. Thật ra tính cũng thật rất là rõ ràng luôn. Dạ. Thôi, bây giờ mình về vị trí ngồi đưa ra quyết định đi các bạn. Mời hai anh chị để tay vào nút bấm ạ. Bấm đây. Sau thời gian trò chuyện thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định cho riêng mình nha. Quyết định là chính thức hẹn hò với nhau. Chứ không phải quyết định bấm xong rồi mạnh ai nấy về. Dạ, dạ. À, chúng ta đang đối diện với chính lương tâm chúng ta. Đối diện với khán giả, đối diện với người thân chúng ta. Và quyết định đó được sự giám sát của khán giả cùng với người thân chúng ta. Thành ra là không phải bấm chơi, bấm cho nó có đâu nha. Nào, hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Chúc mừng. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Em vẫn còn một chút băn khoăn đúng không? Cứ nói đi không sao đâu. Cứ nói đi. Ừ. Thành là người anh nghĩ rất là cởi mở luôn á. Một chút nói lo lắng là điều anh gì? Cứ nói. Nói cho Thành biết đi.
và em đang lo là về rồi là sau này mà về thì em ở thì là ở nhà. Ở nhà. Chứ em không muốn ở trọ. À nhà là nhà anh trọ vậy được cho trọ. Quá được luôn. Ừ, dạ. Ok được ạ. À. Tại vì nhà Thành cũng đâu có ai đâu. Có phòng mà đàng hoàng đúng không? Có. Có ngon lành luôn. À, thật ra thì Thành anh nghĩ rằng cũng rất là bản lĩnh đó. Nếu thực đã yêu nhau rồi chúng ta tìm đổi một cách để đến với nhau càng sớm càng tốt. Để chúng ta có thể gọi là chữa lành những vết thương ngày xưa giờ ha. Dạ. Ok, chúc mừng hai bạn nha. Dạ. À, một nụ hôn nào. Ai hôn anh? Không lẽ ông Quyền Linh đúng không? Đang. Dễ thương lắm đó. Dạ. Cố gắng mình phải là người chủ động Thành nha. Dạ, okay. Anh biết Thành cũng biết có rồi. Những lời hoa mỹ gì đâu. Nói sao nói vậy nhiều khi là nói cũng cục ngủng à. Nhưng mà trong cái trái tim của Thành á rất là sâu. Không lắm. Tại em đứng đây em hơi ngại với đúng em chẳng. Thí dụ hai người đây thì em nói lành lẹ ăn xíu. Cô này thì thật ra cô cũng gọi là rất là yếu đuối. Dạ. Ha? Mặc dù bản lĩnh nhưng rất yếu đuối. Làm sao để em có thể chữa lành những cái vết thương ha? Có thể làm sao để cô vui, làm sao có thể hỗ trợ cô để cô chăm lo cho con, để hai người cùng nắm tay nhau suốt cuộc đời nha. Dạ.